trái cây lốp Manto, vị ngon thật wow, nâng cao miễn dịch. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đã đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị, đêm nay là đêm bán kết đầu tiên. Chúng tôi sẽ tìm ra đội chiến thắng mang đến cho quý vị một trận chung kết đầy mãn nhãn. Thưa quý vị, đây là chương trình Nhanh Như Chớp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và cái trận tứ kết vừa rồi các bạn xem thì cũng đã thấy có một sự chiến thắng ngoạn mục ở các cặp đấu, và đêm nay chúng tôi sẽ mời họ trở lại với đêm bán kết đầu tiên là những nhân vật vô cùng quen thuộc và dễ thương. Đội đầu tiên đó chính là, kính thưa quý vị, đó là Thái Triều, Misty và Trang Ngọc. Xin mời. Mời các bạn ra ngồi đi ạ. Mời các bạn khán giả ngồi. Đó. Thì ngày hôm nay đội chúng ta một nam hai nữ, thì với một cái concept về trang phục là xinh xắn dễ thương, colorful. Baby quần áo và có cái dạ, anh Triều cũng có. Có sự chuẩn bị rất là chỉnh chu thì rất là xinh xắn. cái cười nó kỳ nha anh. Cái xinh xắn thông thả, cái cười làm quê quá. Thì đội mình là baby ha. Baby là một trong những loại búp bê mà đẹp nhất thế giới ha. Dạ. Đúng không? Thì đó là những bạn búp bê mà dành cho các bạn nữ là nhiều. Dạ. Thì nam đâu có chơi đâu. Có búp bê Ken. Có búp bê Ken. Búp bê Ken là một nhân vật chứ người ta không có chơi với búp bê Ken. Tại vì trong ngôi nhà mà đầy nữ thì cũng cần một búp bê Ken để sửa bóng đèn này nọ. Ừ, đúng rồi. Thì Trà Ngọc thì dạo này giảm cân thành công rất là đẹp. Misty thì dạo này không biết sao ạ? Mà mặc váy lên là xinh. Ở trên mạng có một cái câu nói về Misty đó anh. Có câu gì? Câu nói ở gì trên ạ? Mạng là dân cư mạng đồn là Misty đã biết cách sử dụng nhan sắc. Tìm lại được quyển sổ. Nhưng mà em mà cái sổ đó em cất ở đâu lâu dữ vậy? Em quyển sổ của em là có gia hạn. Cứ thỉnh thoảng nó hết hợp đồng, hết gia hạn là xuống lại. Xong rồi cái gia hạn là nó lên lại. Nhưng mà như vậy thì đẹp nè. Dạ. Mặc đồ giống vậy là đẹp nè, mặc váy tóc xoăn rất là đẹp ha. Còn búp bê Ken thì cánh má hồng hơi đậm. Không, chị cũng muốn hỏi một câu thôi mà sợ ngại thôi. Sao ạ? Hỏi đi. Dạ. Chương mày xăm đâu ạ? Hồi nãy em nói rồi. Quay ra cho các bạn coi cái chân mày, đừng biết, đừng né nữa đâu. Không tự vẽ đó chứ. Theo phong cách Thái Lan đồ á chị, xin mày bự nè. Bình thường là mọi người biết em là giả gái đi diễn thì nó màu sắc sặc sỡ thì nó hòa đồng lại. Còn làm con trai á thì cái mặt nó lợt quá, em nhấn cái chân mày cho nó khác. Ở trên sân khấu mình giả gái, khán giả rất là thích rồi. Thì ở ngoài thì sao cũng được, miễn sao nói chung là cái gì cũng được. Chơi thương, khán giả thương mình do mình chân thành là được ha. Thì ngày hôm nay là đội này colorful là đẹp rồi đó. Vâng. Thì hy vọng là mình sẽ vào chung kết ha. Chung kết nó có nhiều cái ưu đãi lắm. Đó. Và chung kết là nếu như bây giờ mình thắng ở trận này thì chung kết mình sẽ mặc đồ gì? Dạ bọn em có concept sẵn rồi. Đúng rồi, dạ. Mà phải giấu chứ. Tụi em giấu đã sẵn sàng hết rồi. Bây giờ miễn chỉ cần chiến thắng một cái là tụi em bắt đầu lên kế hoạch là mai đồ này nọ. Dạ đúng rồi ạ. Hy vọng các bạn sẽ dừng ở đây. Để đỡ tốn kém tiền bạc. Tụi em có viết bài hát để bút nhóm nữa. Có không? Có viết một bài hát. Bây giờ luôn không? Dạ không, để chung kết. Nếu vào chung kết thì chúng tôi sẽ tỏa sáng. Vâng. Cảm ơn các bạn, mời vào vị trí A. Mà đúng là đội A thì ai cũng nhỏ nhỏ, ai cũng có gì đó gầy gầy, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Còn đội tiếp theo thì có da có thịt nhiều hơn. Có da dạ. Có thịt. B á, đội B là đội bự. Dạ, B dạ. Là bự. Đội B bự xin giới thiệu anh Hoàng Mập, Huỳnh Thi và Kim Hải. Xin mời. Đưa vô. Được. Đưa con chuông bóng vô. Trời ơi.
Quá rồi, có tiểu phẩm, có tiểu phẩm. Chơi cái gì? Đẹp tiếng đen mới được. Ngày hôm nay là đội của mình, mình đứng đây đừng che người ta quá. Đội mình đi qua đây. Đội anh Hoàng là có một cái sự đầu tư là concept gì ạ? Trước khi chơi vòng này, vòng ngoài á, ba anh em có nói nếu anh Hoàng với hai đứa em cố gắng chơi thắng đi, hai đứa em sẽ mặc đồ vest đen, theo hầu anh mặc đồ vest đỏ. À. Vì câu nói thôi mà anh thức sáng đêm qua để anh tìm cho bằng được bộ đồ đỏ này. Mà có đứa già vô luôn. Yeah. Nhưng mà sao tìm được, cái này phải đặt may chứ. Hả? Tức là có sẵn rồi chị đi tìm lại thôi. Đúng rồi. Thì ngày hôm nay với concept là chủ tịch và security, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp một đội là các bạn trẻ và cũng có đầy đủ kiến thức. Đội bên kia cũng dữ lắm. Dữ lắm hả? Dữ. Đội kia toàn búp bê không ha? Phải giữ mới vô vòng này chứ. Đúng rồi, đội bên kia toàn mấy người trên mạng, để mình nghiên cứu trên mạng á. Yeah. Mà câu hỏi ngày hôm nay cũng trên mạng nhiều. Dạ. Yeah. Sao mấy đứa? Vô hay là về? Bây giờ mình cứ chơi hết mình đi anh. Gì hả? Mình đem hai bộ mà. Mình đem hai bộ mà. Ai cũng tìm đi sẵn bộ sao? À, vòng trong thì dù có thua thì mình cũng mang về 30 triệu đồng. Và có nhiều cái ưu đãi nữa thì mình có chuẩn bị gì? Bên kia là có chuẩn bị bài hát, chuẩn bị debut và chuẩn bị quần áo mới. Có một concept mới thì bên mình có chuẩn bị gì không ạ? Dù thua vẫn mặc đồ, chụp hình. Bên kia là tấm hình của mình. Dù gì thì cũng có một cái kỷ niệm với chương trình. Mời vào vị trí B. Thì đêm bán kết này chúng ta sẽ có những giải thưởng là 15 triệu đồng, 18 triệu đồng và 80 triệu đồng nếu vào cái vòng đặc biệt. Luật chơi thì vẫn như cũ, không có gì khác cả. Cũng có trả lời câu hỏi một bộ dành cho hai bạn. Sau đó ai trả lời mà liên tiếp 10 câu thì lấy 20 triệu đồng tiền thưởng, một giải duy nhất trong mỗi tối cho cá nhân, một cá nhân nào đó. Còn lại thì chúng ta hãy chơi với tâm thế vui vẻ thôi, cũng không có gì khó khăn cả. Thì cặp đầu tiên sẽ là ai ạ? Em thi trước. Kim Hải. Em thi trước rồi. Dễ xỉu một lên trước à. Và Hải Chiều. Hải Chiều. Thôi Hải Hải. Cái nào bên kia có Hải thôi, còn bên mình là có Trong Hải Chiều, có Hải, Trong Hải, có Chiều. Hay, hay, hay. Kim Hải và Hải Chiều, ai sẽ lên ghế trước ạ? Em nhường cho Hải trước đi. Em nhận ạ. Lên. Ở cái lượt đầu tiên này là đa số câu hỏi mang tính chất là về chữ ha. Chơi chữ rồi, nói chữ rồi, các kiểu đố chữ của chương trình. Mình có hay lên mạng không? Dạ cũng có anh. À, mình lên mạng nào? Mạng xã hội. Mạng xã hội. Thì những cái gì chúng tôi sắp hỏi lên ở trên mạng xã hội nhiều. Dạ. Hồi xưa đi học là mình học giỏi nhất môn nào? Dạ chắc là văn anh, văn. Văn hả? Dạ. Học được thôi. Ổn. Ý là mình cảm thấy tự tin nhất. Dạ, tự tin. Hãy làm một đoạn văn mở bài về. Đúng rồi, hôm nay chúng ta là ôn lại dạ đúng. Cái đề đây cái đề. Không phải là chương trình Nhanh Như Chớp bình thường. Ngày mai là chương trình Nhanh Như Chớp phiên bản trả nợ thầy cô. Trời ơi. Thường người ta sẽ dùng từ tri ân cho nó nhẹ nhàng á anh. À, đêm nay là đêm Nhanh Như Chớp tri ân thầy cô. Trả nợ thầy cô. Cho nên chúng ta là sẽ có những bạn nào giỏi môn gì chúng ta sẽ thực hành ngay môn đó để quý thầy cô. Hay quá. Từ lớp 1 tới lớp 12 đã từng dạy mình sẽ nói ô bé đã trưởng thành, hoặc là ô công cốc của tôi. Vô nghĩa. Đó, vậy hãy làm một đoạn mở bài. Mở bài thì rất là nhanh đúng không? Về sự thay đổi về nhan sắc của Miss thì quá dễ. Mở bài dễ lắm. Trong chúng ta ai cũng biết Dreamer rất dễ thương xinh xắn. Cô ấy đã bị quên cuốn sổ sắc đẹp của mình, nhưng nay cô ấy đã tìm lại được. Vậy thì chúng ta chờ xem cô ấy là ai. Vô thân bài được chưa? Được, được. Nhẹ xinh xương thôi. Ý là cũng có câu từ nhưng mà do gấp quá nên chưa có lựa chọn đặc sắc được. Nhưng mà em thắc mắc luôn mà. Bài này mà em đi báo đầu rồi. Không, tại vì mở đầu là trong tất cả chúng ta ai cũng biết một streamer Miss Thi. Đúng cô rồi, ấy bị rồi. Quên xong khúc cuối là hãy tìm xem cô ấy là mới rồi, có 6 điểm rồi đó. Tới đó là không, em lấy bài này đi báo đi bác. Đi báo ok. Thấy đi báo ok. Tức là bạn này nói là hồi xưa tự tin nhất là môn văn. Dạ. Là do bạn tự tin thôi. À. Chứ thầy cô chắc là ấy gì. Ừ, do tự tin. À. Còn nếu như mà làm hề thì mở bài sao? Mình viết thi Trà Ngọc. Hả? Dạ không, em học dở văn lắm. Hồi xưa em ít chữ lắm. Ví dụ nè, thưa quý vị thân mến. Vâng. Việt Nam là một đất nước nhiệt đới, là nơi ngập tràn trái cây nhiều chủng loại.
Quý vị đã từng ăn mít Indo, mít Thái. Ở Việt Nam có loại mít không ăn được nhưng nhìn ngon, mít thi. Thì cái đó là hồi xưa mình học văn ha. Dạ. Yeah. Thì ở đây cũng có văn nha, tại vì chữ là văn rồi. Dĩ nhiên có một vài câu hỏi về kiến thức, nhưng mà nó cũng không có nhầm gì, rất là dễ. 2 phút dành cho Kim Hải. Bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên. Duyên luôn có những cử chỉ dễ thương được mọi người yêu mến thì gọi là gì? Duyên dáng. Lên. Ồ. Đố chữ mà dễ lắm. Duyên đi vay ngân hàng gọi là gì? Duyên nợ. Lên. Râu gì được ví với đôi mắt đẹp của người phụ nữ? Quá dễ. Râu ha. Râu được ví với đôi chân mày là hồi xưa là chân mày là chân mày gì? Chân mày lá lá liễu. Đúng rồi, thì mắt sao? Mắt râu câu. Mắt bồ câu. Chúng tôi đổ là râu gì nha. Râu câu. Râu 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 là sao nữa? À là râu câu, là cũng có chữ râu. Nhưng râu là bồ câu. Thì con mắt là lá liễu, râu gì ăn được á? Được ví râu, mắt đôi mắt nói đó. Râu 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 câu. Râu câu không chính xác. Ủa, mắt, mắt bồ câu. Mắt râu câu là mắt gì? Mắt râu câu. Râu gì ta? Râu râu răm. Là sao vì vì sao người ta ví là con mắt người phụ nữ như râu răm là các bạn đã ăn từng hộp về lộn râu răm rồi biết rồi đúng không? Dạ. Ăn gỏi xoài đúng không? Tức là cái đuôi mắt nó nhọn và nó kéo dài. Kéo nè, đó là mắt. Người ta gọi là mắt lá râm á, tức là nó có một cái sự đều và cúi đuôi là nó kéo đẹp. Tưởng tưởng mắt bồ câu thành râu câu. Ừ, râu câu ăn cũng được mà anh. Còn râu câu là một cái loại chế biến rồi. À dạ. Đâu phải là cái râu mắt bồ câu không. Tại em thấy mắt bồ câu mắt đẹp. Người ta đố là một loại râu ăn được. Dạ. Câu tiếp theo. Ba bị mẹ la vì tội nghe loáng thoáng không rõ ràng rồi làm sai hết thì gọi là gì? Ba bị mẹ la. Đố thành ngữ, bốn chữ. Ba bị mẹ la loáng thoáng không rõ ràng. Thành ngữ anh. Nghe nhưng mà làm tầm bậy bạ. Nghe thì mình biết mình giỏi mình hiểu mình hiểu giỏi vậy. Giỏi hả? Nghe nhìn ba ba chớp ba nhán lên. Rồi câu tiếp theo. Câu nào sau đây viết đúng? Rạn san hô hay là rạn san hô? Có g và không có g. Không có g. Lên. Đố tiếp tục là thành ngữ. Sơn thích ăn các món ngon vật lạ gọi là gì? Có em nữa nè. Sơn hào hải vị. Lên. Yeah. Được. Ổn ổn ổn. Ổn ổn gan nắc đi ổn. Đây là một câu đố rất là dễ. Bánh gì ăn lá dâu? Bánh tầm. Lên. Điền tên ba tỉnh thuộc miền Trung vào câu ca dao sau. Đi. Anh về chấm 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 thăm cha. Chấm 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 thăm mẹ. Chấm 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 thăm em. Ba tỉnh miền Trung. Làm lại coi. Em cũng miền Trung. Em miền nào? Em Quảng Nam. À, Quảng Nam ở đâu? Quế Sơn ạ. À. Quế Sơn. Dạ. Yeah. Anh về chấm 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 thăm miền Trung, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Quế Sơn có nhiều món nổi tiếng lắm ha. Dạ, gà cũng gà đều le. Gà đều le. Dạ. Nói đại anh về Đà Nẵng thăm cha. Thấy sai sai đó. Quảng Nam thăm mẹ. Quảng Nam thăm Quảng mẹ. Nam thăm mẹ. Quảng Bình thăm em. Gì đó. Quảng Bình thăm em. Không chính xác. Cái gì bên ta? Cho gia đình phân bố hết cái nước Việt Nam. Ừ. Anh về Bình Định thăm cha. Phú Yên thăm mẹ và Khánh Hòa thăm em. Câu này dễ nè. Loài vật nào sau đây sở hữu đôi mắt lớn nhất trong các loài động vật có vú sống trên cạn? A. Bò. B. Ngựa. Và C. Nai. Ngựa. Lên. Nửa thân xanh, nửa thân trắng, nửa xanh phơi nắng, nửa trắng chôn sâu là cây gì? Hoa bỉ củ, củ, hoa bỉ hết giờ rồi. Hết giờ. Như vậy là Kim Hải mang về, thưa quý vị, 4 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Dễ không? Dạ dễ.
Cái bộ này quá dễ. Không, cái vụ ba tỉnh này khó. Có câu dễ, câu khó nha. Câu dễ, câu khó. Biết là biết tỉnh rồi. Người ta phải chèn vô. Nhưng mà lên con số 4, số 5 là dễ. Qua con số... Có 1 câu ngắt ngang. 8 mới khó. Dạ. Thì chúng tôi cũng không biết là Hải Triều lên tới được lớp mấy, lớp 7 hay lớp 8. Chỉ cần lớp 5 là cũng đã chiến thắng rồi. Chúng ta gặp gỡ lại Hải Triều. Vô cùng easy, vô đi cùng ra không lo ông bài đánh thêm má hồng nữa kìa, tức ghê vậy đó. Không, đi ra ngồi ngoài nóng. Nóng cái nó nắng nó ấy lên, tại em đang biêu da chứ nóng. Không phải đánh má hồng. Nó nóng cái cô biết cấp chạy tới vậy thôi. Mời lên. Hải Triều thì nghĩ là cũng trả lời được mà ta đúng không? Những cái bộ nãy á. Dạ. Bọn em nghĩ vậy. Dạ. Nghĩ vậy. Chị cũng thí dụ như mà Hải Triều thì chị nghĩ nó sẽ trả lời được. Đúng. Là chị chắc chắn. Còn này chị giống như không tin hay sao? Không, chỉ một mình chị nghĩ vậy. Chị chưa chắc, tại vì đôi khi chị hay sai ấy. Nên chị mới hỏi đồng sao, đội em. Chị sai đi, em cố gắng làm cho đúng. Vậy hả? Dạ. Ok, cố lên. Kính thưa quý vị, Hải Triều đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Bố chữ Duyên luôn có những cử chỉ dễ thương được mọi người yêu mến, gọi là gì? Duyên. Dễ thương. Cử chỉ. Ừ. Duyên dáng. Chính xác. Rồi, duyên dáng liền nha. Duyên dáng. Duyên dáng. Rồi, đố chữ Duyên đi vay ngân hàng gọi là gì? Duyên đi vay ngân hàng. Duyên nợ. Chính xác. Cái này hồi nãy không ai biết hết á. Rau gì được ví với đôi mắt đẹp của người phụ nữ? Mắt đẹp của người phụ nữ hả? Mắt phượng mài ngài nè. Lá liễu. Anh nói là mắt cái gì á? Trong mày cái gì, cái gì á? Trong mày là cái... Chân mày lá liễu, con mắt lá răm. Gì nói đi. Rau răm. Chính xác. Gán ơi, gán lên. Riêng Hải Triều là em diễn chung sân khấu, Triều em biết là Triều hay vẽ con mắt kiểu vậy lắm luôn. Triều là một người cực kỳ vẽ mắt vậy không luôn. Dai nào cũng vẽ cái ai đó là... Đừng nói dai nào cũng kỳ lắm. Đúng rồi, ý là tới đó là với chị đó là ok rồi. Vậy vậy. Không có vẽ vậy. Nè, dai nam vẽ trên bài khác. Rồi, câu tiếp theo. Đây là thành ngữ. Ba bị mẹ la vì tội nghe loáng thoáng, không rõ ràng, rồi làm sai hết thì gọi là gì? Ba mẹ la. Ba bị mẹ la. Bị mẹ la. Ba bị mẹ la. Vì cái tội là nghe hả, lúc được lúc không, rồi xong đi làm sai hết. Ba chớp ba nhán. Chiến xe. Yeah. Tự tin, tự tin. Tại vì sao không? Em bị chửi hoài. À, vậy hả? Ủa ai chửi em? Mẹ em chửi em hoài. À vậy à? Dạ. Mẹ chửi sao? Mày làm gì ba chớp ba nhán vậy? Đâu giống như là tại vì khi mà kêu làm cái gì đó mà cứ làm xong rồi còn sót lại một miếng á là bị chửi hoài, là mẹ em đi dọn á, mẹ em chửi á. Vậy hóa ra là lần này em thắng là do mẹ. Nhờ mẹ, thật gửi sự. Lời cho mẹ. Cảm ơn mẹ liền. Con cảm ơn mẹ, I love you mom. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Câu nào sau đây viết đúng? Rạn san hô hay rạn san hô? Có g hay không có g? Chết là ngán lên. Không có g. Chết xác. Hải Triều, Hải Triều, Hải Triều, Hải Triều. Và tiếp tục thành ngữ. Sơn thích ăn các món ngon, vật lạ gọi là gì? Sơn hải vậy. Chính xác. Như vậy làm tới nha chị nha, như vậy làm tới nha, như vậy làm tới nha. Dạ. Bánh gì ăn lá dâu? Bánh gì? Bánh tằm. Chính xác. Anh ơi, 20 triệu. 20 triệu. Còn cái này nói tới cái đó rồi. Khó vượt qua. Khó vượt qua câu này. Đúng rồi, ráng không đi dám nào. Nói luôn. Trời, tới rồi. Tới rồi, tới rồi. Vận dụng hết kiến thức. Đây, rồi câu hỏi nha. Điền tên 3 tỉnh thuộc miền Trung vào câu ca dao sau. Anh về chấm chấm thăm cha, chấm chấm thăm mẹ, chấm chấm thăm em. Anh về miền Trung hả? Anh về xứ Quảng. Kể đi, kể Trung tên, có tỉnh nào? Miền Trung ra. Em biết. Không phải tỉnh miền Trung luôn. Thôi được rồi.
Nó mới tỉnh miền Trung luôn. Tới đó là hay rồi. Ủa chứ đi đi tắm biển ở đâu? Biển Phú Quốc. Phú Quốc. Sao kể Phú Quốc? Ngoài Phan Thiết, ngoài Phú Quốc, ngoài Bình Định ra thì ngoài Công Đảo này tắm biển ở đâu? Ngoài Vũng Tàu ra tắm biển ở đâu? Khoan khoan, hình như hồi đó em nhớ chị Hồ Quỳnh Hương có hát mấy cái bài này nè. Biển Trà Cú hả? Ừ, Trà Cú. Trà Cú. Ý, Trà Vinh đó. Thương. Thôi cho xuống đi. Thì thương sao? Trà Cú. Em về. Thôi không có sao, thương thương, không có khóc, không có khóc. Thương thương, thương. Em biết. Em biết. Không, cái này khó thật. Thiệt. Giờ mất biết rồi. Mặt quạo, wow, mặt quạo wow hẳn luôn. Cái này khó biết wow quá. Ủa, đi Nha Trang chưa? Em đi rồi. Nha Trang lên tỉnh gì? Nha Trang Khánh Hòa. Miền gì? Miền Trung. Ờ, đi gành đá dĩa rồi chưa? Tôi thấy hoa vàng thì cỏ xanh chưa? Chưa. Đi Quy Nhơn chưa? Giám thị cho nó xuống đi, cho nó xuống đi. Đi Quy Nhơn chưa? Thôi mà thầy. Thầy ơi, cho nó xuống. Thầy ơi, bạn sắp khóc rồi thầy. Hai cho bạn đi. Cho bạn xuống đi. Cho em đính chính. Tại vì á, nguyên cái nước Việt Nam á, em đi là những cái chỗ nào mà em có đi quay thì em đi. Còn em chưa có đi du lịch, em không biết nhiều. Giống như á, tới chỗ quay, ví dụ đi Nha Trang đi thì biết Khánh Hòa nè. Rồi á, đi Phú Yên thì tới Phú Yên quay xong là đi về. Không có đi chơi cho nên không biết. Thầy tha cho bạn đi thầy. Thầy cho bạn đi. Cho xuống đi. Cho bạn đi. Cho xuống đi. Cho xuống đi. 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 Chơi mà tưởng đi thi đại học. Miền Trung Thái Lan thì em chịu. Tuy là cái kiến thức này em sai, nhưng mà em vượt qua bạn. Cúp bé kia thôi, cúp bé hết. Thắng rồi. Cúp bé thôi. Thắng rồi. Thầy quýt lại quá. Thầy nói là cái câu này em chưa nghe bao giờ. Em chưa nghe câu này bao giờ. Kính thưa quý vị, dù sao Hải Triều đã đúng đáp án liên tiếp 7 câu. Nhưng mà cho em biết cái đáp án của câu này được không chị? Đáp án là anh về Bình Định thăm cha, Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em. Đó ai biết được. Thôi không ai biết được. Cúp bê kèn, cúp bê kèn. Cúp bê kèn, ok. Thầy la rồi, thầy la. Chưa ra thầy la bạn khóc. Bé ít đi du lịch miền Trung, toàn đi Phuket với lại Bangkok rồi thôi. Riêng Thái Lan chỉ vô và cóc và đi vòng vòng mà hết rồi, không có đi chỗ khác nữa. Không biết nhiều. Sức trái cây lúc Manto, vị ngon thật wow, nâng cao miễn dịch. Như vậy là lượt đầu tiên Hải Triều thắng rồi. Thì đội mình hãy tập trung ha. Người thứ hai mà thua nữa thì nguy to. Đợt này đội mình là giữ vững niềm tin nha. Thôi chị Ngọc. Rồi thấy thua rồi đó. Sao vậy ạ? Ba Bi giỏi lắm á. Giỏi không? Ba Bi giỏi. Ngày mà thua đó là gánh nặng đè người tôi luôn đó. Hai bạn ai lên ghế trước? Thôi em nhường cho Ngọc chờ quyết định. Cho Ngọc nhường quyết định hả? Ga lăng quá, ga lăng quá. Chị ga lăng quyết định rồi đi. Thì mình phải ga lăng lại thôi. À dạ, vậy nhường cho bạn lên trước. Ok ok. Mai. Dạ. Yeah. Thưa quý vị thân mến, chúng ta sẽ hỏi Quỳnh Thi là hồi xưa đó mình đi học, mình học giỏi nhất môn gì? Em thì em học được môn toán với anh Văn. Bây giờ là lúc chúng ta phải đối mặt với những câu hỏi dễ luôn. Dễ luôn hả? Quá dễ hơn chữ dễ nữa. Về mà chủ đề gì anh? Chủ đề người Việt trả lời tiếng Việt. Trời ơi. Oh. Áp lực quá ta. 2 phút dành cho Quỳnh Thi, bắt đầu. Đây là đố chữ. Dung gì để chỉ vẻ ngoài của con người? Dung nhan. Lên. Dung gì để chỉ đức tính bên trong của con người? Đức tính bên trong hả anh? Vâng. Dung dị. Bình dị, dung dị, được. Lên. Hai con vật nào được nhắc đến khi có hai người nói khác nhau về một vấn đề? À, thành ngữ. Ông nói gà, bà nói vịt. Lên. Đây là một câu trên mạng hay đố nhau. Nếu hỏi con dê thích màu nào nhất, nó sẽ trả lời màu gì? Con dê. Con dê. Ai biết giơ tay ạ? Quá trời người dê. Em là không biết rồi đó. Trời ơi, con dê thích màu gì thì nó sẽ trả lời. Me. Lên. Trời ơi. Thông minh được. Rừng rất ồn ào, gọi là rừng gì? Rừng ồn ào.
Rừng xà nu là không phải rồi nè. Không phải. Rừng U Minh cũng không phải luôn. Chắc này mẹo quá. Chắc rừng ngập mặn rồi. Đố chữ anh hay là... Chữ chứ. Chữ chứ mà. Đố chữ. Chứ rừng nào mà ồn ào. Rừng mà ồn. Rừng rậm cũng không phải luôn. Rừng mà ồn. Ồn phải là tiếng động. Tiếng động là gì? Rừng. Đây là một câu đố chữ. Rừng rú. Lên. Ờ được 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 được. Bị rú lên. Ghé lên. Đây là câu đố chữ về tục ngữ. Nước gì chỉ hình thức bên ngoài? Nước chỉ hình thức bên ngoài. Nước chảy đá mòn là không phải rồi. Nước sông không phải, nước giếng cũng không phải luôn. Nước nước chỉ hình thức bên ngoài. Nhanh lên, hết giờ rồi. Nước nhường màu da. Không chính xác. Nước gì vậy anh? Nước nhường màu da. Trời ơi, đem Thúy Kiều, Thúy Dân vô nữa. Đào Thúy Kiều luôn rồi. Cái nước này chúng tôi sẽ trả lời ở lượt của Trà Ngọc. Đèo nào sau đây dài nhất Việt Nam? A. Ô Quy Hồ. B. Hải Vân. Và C là Pha Đin. Cái này em chỉ biết Hải Vân thôi nên chắc em chọn Hải Vân. Không chính xác, Ô Quy Hồ. Ở Lào Cai, ráp ranh Lào Cai và Lai Châu là đèo Ô Quy Hồ. Tứ đại đỉnh đều trong đó có Ô Quy Hồ. Cái này thì đã có đi quay ở đây rồi. Rất là đẹp. Số 9 xuất hiện bao nhiêu lần trong dãy số từ 1990 đến 2000? 1990 tới 2000. Điểm đây mai quá. Tổng cộng có 19 số. Đáp án là 21 lần. Tính cách của người cha trong câu chuyện Bó Đũa là gì? Đố vui nha. Đố vui hả anh? Vâng. Phải trả lời cho vui hả ta? Ăn cơm bằng đũa. Thích ăn bóc. Không chính xác. Người cha trong câu chuyện Bó Đũa là một người cha thích bắt bẻ. À, bắt bẻ, bẻ, bắt bẻ, bắt bẻ đũa. Bẻ là bẻ đũa. Harry biết câu chuyện đó không? Dạ không. Có một câu chuyện là... Có một gia đình nọ. Gia đình nọ. Hồi xưa đi học đã có một câu chuyện là ông cha, ông có mấy đứa con trai. Thì câu chuyện tên là câu chuyện Bó Đũa. Thì một ngày nọ ông nói là hả, đây, một bó đũa của cha. Ai mà bẻ được là người chiến thắng. Rồi cha sẽ hả, để tài sản gia tài lại cho con. Thì ai cầm bó đũa bẻ. Đũa ăn cơm á, người bó như này không ai bẻ được hết. À. Thì có một người là không bẻ một bó mà tách ra bẻ. Để chi? Để cha dạy cho con sự đoàn kết của anh em. Dạ, dạ, nếu chúng ta đoàn kết lại thì không ai có thể quật ngã được. Đó là bẻ cái đũa đó. Dạ. Nó là vậy. Thưa quý vị, Quỳnh Thi mang về 5 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Dễ ha. Ở lượt này là nhiều câu hỏi dễ đó. Nhưng mà sao tôi lo cho nhỏ em tôi quá. Lo quá. Trà Ngọc, những câu hỏi này rất dễ nhưng có lẽ không hợp với em. Trời, cái chữ nhân mà em tiêu cực tinh thần luôn á. Không sao. Không sao đúng khó không? Khó lắm hả? Không, dễ. Sợ dễ là hơi dễ. Mà bạn lên mấy câu bạn? 5 câu à. Nó dễ nhưng mà sợ nó ngoài cái vùng kiến thức của mình. Em có cái kiến thức đâu mà buồn. Trời 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 trời. Bây giờ hỏi về mẹ và con là em phải rành chứ. Rành, mẹ và bé là rành. Giờ lên. Ngọc ơi. Dạ. Em tới với chương trình mục Ủa, đích chị hỏi gì? Em hả? Trời ơi. Gì gì vậy? Ủa sao vậy? Ý là vô mánh hay vô mánh? Vô à, vô. Ngon, ngon, vô ngon. Chơi, vô chơi. Chuyến này thua tâm phục khẩu phục các bạn. Bé mới đóng phim Lật Mặt phần mới của Lý Hải. Tập chiếu rim dành cho Harry. Em vô đây với mục đích gì? Hả? Ủa chị, em... Chị mời chị làm bên phường 7 á. Trả lời chị đi em. Ban biên tập mời. À vậy là do biên tập mời thì em dạ. mới phải buộc ở đây chứ không phải là do em muốn. Dạ muốn, em muốn nữa, em phải muốn nữa. Tại sao em lại chọn đội Misty với Hải Triều? Không, cái này là cũng biên tập sắp á chứ em không được chọn. Vậy có nghĩa là em không thích hai người đó nhưng mà em phải làm. Không, em thích mà. Trời, không. Vậy là gì? Hay ghê gớm. Trời ơi, chị Harry ơi. Harry ơi. Ủa, đất ơi. Khoan, thật là chị thật sự là MC của chương trình mình không vậy? Sao chị vô chị chia rẽ tụi em vậy? Ôi, chị không có chia rẽ gì hết trơn. Thật sự ra là trước kia thì em chưa có bao giờ được làm việc chung với lại Mixi hết. Chưa, ít lắm dạ. Chỉ gặp chị em gặp nhau một hai lần cũng là game show thôi. Dạ. Rồi Hải Triều thì em đã diễn chung sân khấu rồi thì em biết cái tính của Hải Triều rồi. Còn Mixi thì đúng là gặp xong là cảm thấy là em nói chuyện với Thi là em cảm thấy bị lú á.
Tại vì người ta nói là gây cho em lú là gu cho em lấy. Ôi, gì dữ vậy? Trời ơi, thật. Trời đất ơi. Chị giỡn hết rồi mới cười. Dạ, dạ, dạ. Vợ sẵn sàng chưa nè? Dạ rồi. Kính thưa quý vị, Trà Ngọc đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ: dung gì chỉ để chỉ vẻ ngoài của con người? Dung chỉ vẻ ngoài là bề ngoài hả chị? Vẻ bề ngoài. Dung mạo. Dung nhan. Dung nhan. Chính xác. Cả hai đúng luôn. Cả dung hai đúng dạ. luôn. Hay quá. Đây đố chữ: dung gì để chỉ đức tính bên trong của con người? Dung mà bên trong. Khoan từ từ nha chị. Đừng nói dung mama chắc tôi xỉu à. Dung bên trong là kiểu như là công dung ngôn hạnh. Rồi mà chữ đó dài quá có được tính không ta? Không, có một chữ dung thôi. Dung dung dị. Chính xác. Và đây là thành ngữ. Hai con vật nào được nhắc đến khi có hai người nói khác nhau về cùng một vấn đề? Hai con vật được nhắc đến. Câu này là sao vậy ta? Là hai con vật được nhắc đến khi gì chị? Có một câu thành ngữ nói về việc mà hai người mà nói một câu chuyện mà mỗi người nói một hướng. Giống kiểu là gâu ông nọ cắm cầm bà kia đó. Xem vậy. Hai con vật nào trong cái câu thành ngữ đó? À gì vậy? Anh nói gà, bà nói vịt. Là hai con vật. Ông nói gà, bà nói vịt mới đúng. Chính xác. Và đây, đố vui. Nếu hỏi con dê thích màu nào nhất, nó sẽ trả lời chọn màu gì? Con dê mà thích màu gì? Ủa, con dê nó đâu có biết nói đâu chị. Thì bởi vậy mới đố vui. Đố vui. Nhưng mà mình vui thôi chứ nó cũng đâu có biết nói. Ví dụ Mít Thi lận dê nè. Lại đây, lại đây. Dạ, dạ đây. Dê. Dạ. Chị trả lời cho chưa dạ, bà? Ê dê. Dê mày thích màu gì? Con dê sẽ trả lời là. Dê sẽ trả lời. Đâu, nó đâu có nói chuyện đâu. Ừ, nó không nói thì nó kêu nó làm gì? Là trả lời vui. Con dê kêu be be màu be. À. Ủa vậy không đúng hả? Đố vui mà. Vui thì trả lời con dê không? Làm lại nè, giờ được trả lời đó. Dạ dạ. Này con dê kia, nhà ngươi thích màu gì? con chó kia, ngươi thích mặc vải gì? Kaki, kaki. Cái gì vậy? Cái này không vui nha, cái này không vui. Ủa? Chờ tiếp đi. Rồi tiếp tục ha. Rồi. Đố chữ: rừng rất ồn ào, gọi là rừng gì? Rừng là chữ rừng, rừng, rừng mà ồn ào. Là rừng gì? Rừng U Minh, rừng... ngập mặn. Rừng ngập mặn. Đố chữ rồi, đậu bạn nhắc lại, tôi né đậu bạn đó luôn. Đậu bạn nhắc lời. Đố chữ rồi, nha. Rừng ồn ào. Ồn ào là la. Là la, là la, là chửi. Rừng hét, rừng rú. Chính xác. Hớ hồ, nó dí luôn á. Rừng rú. Tụi nó rừng hét. Hay rồi quá ta. Hay quá. Vậy là em đang bằng họ rồi đó. Dạ. Ráng thêm cái đi. Câu này dễ nè. Nước gì chỉ hình thức bên ngoài? Đây là tục ngữ nha. Hình thức bên ngoài. Tục ngữ nha. Em đọc những cái câu tục ngữ mà có chữ nước đi là ra. Nước, nước uống nước nhớ nguồn. Ê. Nước đang là liệt kê mà. Liệt kê, liệt kê, liệt kê. Nước uống nước nhớ nguồn. Nước nước trong, nước ngoài. Nước ta về ta tắm ao ta cũng không có cái ao không có nước. Không có nước, ao không có nước. Có nước hình thức bên ngoài. Hình thức bên ngoài là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đúng không ta? Là bên trong. Đáp án là gì? Em trả lời là nước sơn. Chính xác. Ngọc ơi. Rồi. Đèo nào sau đây dài nhất Việt Nam? A. Ô Quy Hồ. B. Hải Vân. C. Pha Đinh. Ở Sa Pa có một cái đèo dài nhất em biết là đèo Hoàng Liên. Hoàng Liên. Đèo Hoàng Liên là em không biết cái tên kia của đèo Hoàng Liên thôi. Chứ đèo đó em biết cái đó là cái cổng trời luôn á chị. Có nhưng một cái mà trời đây chỉ có 3 cái thôi mà. Chị đọc lại ba cái tên đi chị. Ô Quy Hồ, Hải Vân, Pha Đinh. Cổng trời Ô Quy Hồ, đèo Ô Quy Hồ. Chết xem. Yeah. Mấy hồi mới 7 câu à. Wow. Rồi, tiếp tục. Số 9 xuất hiện bao nhiêu lần trong dãy số từ 1990 đến 2000? Bao nhiêu chị? Cái gì? Số 9 xuất hiện bao nhiêu lần trong dãy số từ 1990 đến 2000? 1990 đến 2000.
1990, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000. Ủa? Bao nhiêu lần là tính luôn mấy cái số 9 ở trong cái 9 luôn hả? Nãy giờ đếm mà. Nhân đôi lên đi, nãy đếm 10 lần rồi nè. 20 lần. 1999 là tới 3 số. 1999 tới 3 số 9 lần. Ờ ha. Làm ra mấy? 21. Ủa 21 lần hả? Ủa vậy em nhân đại em đếm được 10 số rồi nè, cái em nhân lên tại vì nó có 199. Đáp án là 21, rất tiếc. Kính thưa quý vị, Trà Ngọc đã đạt được 7 đáp án. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Hay quá chị ơi, giữ thật sự này, nó hai mặt với sợ luôn á. Như vậy là đội chúng ta rất xuất sắc, thua hai lần rồi. Tổng tài, để tổng tài gánh đây. Chọn lắm nha, chọn lắm nha. Cơ thể tôi đã nặng rồi, giờ phải gánh thêm hai đứa em nữa. Giờ các em ơi, mình thắng người ta là ba vòng liên tục. Thì hôm nay lịch sử lặp lại, mình thua người ta ba vòng liên tục. Ai lên trước ạ? Mời em. Dạ. Mời em luôn. Dạ, ok. Biết thi. Biết thi. Cố lên. Thì Miss Thi là mọi người biết rồi, là bé đã tham gia chương trình này nhiều lần rồi. Và lần nào thì cũng có một cái để nhớ ha. Và hôm nay hy vọng là nhớ nhất là lên câu số 10. Thôi chắc chưa biết chuyện gì xảy ra được ạ. Cuộc sống mà đâu biết tương lai sẽ là gì. Dạ. Mình cứ sống hết mình với hiện tại thôi. Vâng ạ. Hồi đó đi học và họ giỏi nhất môn gì? Trời ơi, cái này là cho bà. Dạ hồi xưa thì cho là em cũng chắc môn thể dục. Rồi ra nhảy luôn anh ơi, kìa, nhảy luôn anh. Sợ. Cái môn khác đi. Môn thể dục phải không? Vậy cho chị hỏi là nhà của Lan cách trường 7.000 km. Mỗi ngày Lan đi bộ với vận tốc là 12. Cái đó là toán Ngọc ơi. Ủa? Cái đó toán Ngọc ơi. Bây giờ trả lời đi. Dạ. Môn gì hồi đó mình học giỏi nhất môn gì? Dạ môn vẽ ạ. À. Lại là một môn không áp dụng. Thôi chọn môn toán đi, chọn môn toán. Lại toán. Dạ, ổn ổn thôi ạ, à, tại nhớ công thức. 2 phút dành cho Missy bắt đầu. Đây là một câu hỏi về cái gì vậy ạ? À? Vẫn là chữ, rất dễ, dễ hơn hồi nãy luôn. Em mong là vậy. Đố chữ, Phúc luôn đứng phía sau gọi là gì? Quá dễ. Phúc Hậu. Lên. Phúc thích kiểm tra bài các bạn gọi là gì? Phúc thích kiểm tra. Phúc Long nè. Phúc tép. Phúc Đố chữ, chữ phải có ý nghĩa nhìn. Dạ, Phúc dạ. Phúc Phúc Thẩm. Em nghĩ là được, tại vì thẩm định cũng là kiểm tra mà. Phúc Thẩm. Dạ. Phúc Thẩm cũng là kiểm giống như kiểm tra. Kiểm tra luôn. Lại đó ha. Dạ. Thôi cũng được, lên. Dạ. Đếm luôn. Mà đếm cái đâu phải là có cái kia. Có hay nghe nhạc không? Dạ có ạ. À. Nghe nhạc của ai? Dạ nhạc trẻ. Có hay nghe bài hit không? Dạ có, nhưng chỉ nghe đoạn hit thôi. Gần đây có một bài hit rất là hit, hit có nghe không? Hit you with it. Ai cũng hát luôn á. Ai cũng hát. Hit lớn luôn vừa rồi á. Của ai ạ? À? Của ca sĩ. Em xin, em xin. Không, bài này hit quốc dân đừng quên. Vậy thì chắc chắn em phải biết rồi. Ok. Vâng ạ. À. Trong lời bài hát, ngày mai người ta lấy chồng. À. Cái gì để bị mưa lấy cắp? Chết rồi, cái này anh Hoàng biết rồi. Rồi để hạt mưa lân la hỏi thăm, tiến vào lẹn đi khế ước trăm năm. Lên. Hai. Bài này rất hit đúng không? Rất hit. Bài này dễ. Vâng ạ. À. Bắc đi thám hiểm từ Xích Đạo đến Bắc Cực gọi là gì? Ai biết giơ tay? Từ Bắc. Xích Đạo đến Bắc Cực. Đi thám Bắc hiểm. Bắc đi thám hiểm từ Xích Đạo đến Bắc Cực. Gọi là Bắc gì? Trời ơi. Nè, Bắc nè, đi thám hiểm nè, từ Xích Đạo nè đến Bắc Cực thì gọi là mấy chữ? 2. 3 hả? Bắc đi thám hiểm từ Xích Đạo đến Bắc Cực gọi là giữa. Bắc nữa. Bắc bán. Bắc. Bắc bán cầu. Bắc. Bắc bán cầu. Trời ơi, hai đứa gần gãy cái cổ. Thì tao gần muốn gãy cái cổ. Câu này là đố chữ. Dạ. Quá dễ, về một tỉnh. Tỉnh ạ. À. Và hồi nãy chúng ta đã có nhắc rồi, trong cái chương trình hồi nãy giờ có nhắc rồi. Lài về quê thì được mọi người khen, dạo này lài cao quá. Hỏi quê lại ở đâu? Ờ. Ai biết giơ tay thôi. Lài cao, Lào Cai ạ. Lên. Ê, câu này dễ, câu này dễ. May quá, may quá. Đây là câu tiếp theo. Áo gì biết bay?
đọc cái tên là biết có thể bay được. Quá dễ, quá dễ. Áo gì biết bay? Fashionista. Áo choàng. Ủa, áo choàng. Đây là đối chữ mà, đối chữ. À đối. Cái gì biết bay? Coi cái gì biết bay. Con tích con cái gì biết bay? Chim biết bay nè. Rồi. Máy bay biết bay nè. Áo mưa. Phải không? Không, ý là liệt kê đi, nói gì đâu. Trời ơi, một người chim mặc đồ cũng đẹp mà không biết gì hết trơn. Áo gì? Nhanh lên, thời gian sắp hết rồi. Ba lỗ, áo có tốt. Áo thun. Áo... áo vũ cơ hàng. Áo cánh. Áo... áo MC. Áo MC. Áo gì trời? Đáp án là... áo gió. Không, chính xác. Áo cánh dơi. Áo cánh dơi. À, áo cánh dơi. Trời ơi, để nguyên tên một hành tinh bỏ dấu thì lại ngạt ngào hương thơm. Đó là chữ gì? Để nguyên thì là tên một hành tinh. Hành tinh rồi, liệt kê hành tinh. À, sao hỏa. Ủa, cái đó có tính là hành tinh không ta? Bỏ dấu thì ngạt ngào hương thơm. Sao hoa. Hả? Hoa. Đó là chữ gì? Sao hỏa. Hỏa hoa lên. Yeah. Trời ơi, may quá. Điền từ còn thiếu vào câu ca dao sau. Thương chồng nấu cháo chấm chấm, nấu canh bông bí, nấu chè hạt sen. Thương chồng nấu... biết lục bát không? Dạ biết à. Vần nào phải đi vần nào thì nó dễ ra. Thương chồng nấu cháo chấm chấm, nấu canh bông bí, bông nấu bí, chè hạt sen. Thương chồng nấu cháo là phải có bằng gì? Ê hề. Ê hề. Cháo ê hề. Thương chồng nấu cháo è bần è. Thương chồng nấu cháo bần è là cái bần khó quá. E cũng được. Bần e, thương chồng nấu cháo đậu me. Động vật. Té té ha. Ủa, tê tê là cái gì bé? Tê tê. Đại đi, thương chồng nấu cháo nè he. Không, chính xác. Thương chồng nấu cháo le le. Trời ơi. Nấu canh bông bí, nấu chè hạt sen, người ta đã nói là hạ động vật rồi. Cá thòi lòi dùng bộ phận cơ thể nào để đào hang? Cá thòi lòi tất nhiên là dùng đuôi. Không, chính xác. Vậy vậy hay gì á? Tuấn đi chơi vào mồng 2 Tết, hỏi Tuấn đi chơi với bạn gái tên gì? Tuấn mồng 2 Tết. Tuấn đi chơi vào mồng 2. Mồng 2. Bạn gái tên Mai gì? Mai Hồng. Mai Hồng. Mai Hồng. Chính xác. Không. Thời gian đã kết thúc rồi. Như vậy là Missy mang về 5 đáp án liên tiếp chính xác, chúc mừng. Lo cho anh Hoàng quá. Cái câu mà áo gì biết bay á, dễ quá. Cái câu đó mà trả lời là lên được thêm một cái nữa. Xíu nó là ok. Đúng không? À. Quá dễ rồi. Thật sự là quá dễ, nhưng mà chắc bé hồi đó giờ mặc đồ... chưa, dạ chưa có biết áo cánh rồi. Chơi luôn. Bé trước giờ mặc đồ gọi là tomboy tí. Dạ. Cho nên chưa mặc đồ con gái, dạo này mặc đồ con gái cho nên mới rành. Mới gia nhập. Mới gia nhập đường phụ nữ thôi. Dạ, gia nhập vào đường fashion thôi. Chứ hồi xưa không mặc mấy cái áo đó, hồi xưa mặc tomboy, mặc đồ vest đồ. Dạ đúng rồi. Cà quát rồi cho nên không có hiểu được. Thôi kệ áo sao. Áo tôm rồi đó. Ừ. Chúng ta gặp gỡ lại nghệ sĩ Hoàng Mập, xin mời. Yeah. Chủ tịch về. Five. Hả? Five thôi à? Nhưng mà easy, dễ lắm. Dễ anh Hoàng ơi. Thứ năm hả? Dạ. Về luôn mấy đứa. Lên. Lần này hơi căng à nhờ. Hơi căng. Hơi căng. Chúng tôi đang rất lo cho cái nhân vật điều khiển chiếc xe phía sau chương trình. Em thấy cái bộ câu hỏi này là nó dễ với Gen Z. Gen Z. Còn anh thì em thấy em sợ hơi khó. Chắc hỏi về son hay là dầu thơm hay là gì phụ nữ hả? Nói chung là anh, nhưng mà cho em hỏi là anh cũng hay nghe nhạc của Gen Z không anh? Con gái anh thì có nghe chứ anh không nghe. Không, nhưng bài đó hit em nghĩ là chắc có nghe qua rồi. Bài đó anh biết mà. Dạ. Bài hit thì ai biết được. Kính thưa quý vị, anh Hoàng Mập đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ Phúc luôn đứng phía sau gọi là gì? Phúc hậu. Chính xác. Đố chữ Phúc thích kiểm tra bài các bạn gọi là Phúc gì? Phúc gì? Phúc thích kiểm tra bài các bạn gọi là Phúc gì? Phúc Khảo. Chính xác. Trong lời bài hát Ngày mai người ta lấy chồng, cái gì đã bị mưa lấy cắp? Hát đi em, hát đi em. Biết, anh biết bài đó không? Ngày mai người ta lấy chồng,
Anh, cái bài ngày hôm nay em đi trong mưa. À, ngày hôm nay em đi trong mưa. Không biết. Mà đã không biết là thua rồi. Chưa biết bài này. Rồi qua đi anh, trả lời đại qua đi. Trả lời anh nó có gì, có gì. Dạ, cái gì đã bị mưa lấy cắp? À, cái gì? Trái tim. Trái tim, dạ, không chính xác. Trái gì? Dạ, đáp án là khế ước khế trăm ước. Năm. À, không biết đâu, không biết đâu. Rồi, tiếp tục, đây là đố chữ. Bắc đi thám hiểm từ xích đạo đến bắc cực gọi là gì? Bắc từ... Đi thám tử. Đi thám tử. Từ xích đạo đến bắc cực. What? Đi thám hiểm. Đi thám hiểm từ xích đạo đến bắc cực. Bắc địa cầu. Bắc địa cầu, không chính xác. Đáp án là bắc bán cầu. Bắc bán cầu, trời ơi. Ủa chứ địa cầu đúng mà ta. Bán cầu là một về phía bắc. Tại bắc đi bán cầu, đạo bán đi ra nữa. Địa cầu là nguyên cái. Thì mình đi dư sức mình đi nguyên cái. Dư sức luôn á. Là được, quận 2 qua quận 3. Dạ, đây là đố tên tỉnh. Lài về quê thì được mọi người khen. Dạo này lài cao quá. Hỏi quê lài ở đâu? Cao hả? Lào... Lào Cai. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, chính xác. Là lài cao. Dạ, dạ, dạ. Lào Cai, lài cao. Mình cũng lấy mấy số 1 mà thua rồi. Và đây là đố chữ. Áo gì biết bay? Cái gì biết bay anh liệt kê đi. Nghe tên là biết bay rồi. Áo... Áo gì biết bay hả? Áo diều hả? Áo... Áo có cánh. Áo có cánh. Áo... Áo cánh. Cánh gì vậy? Áo... Áo cánh luôn, áo cánh gì? Áo... cánh diều. Áo cánh diều. Không, chính xác. Chưa. Chưa gì nữa mà chưa. Đáp án là áo cánh tiên. Trời. Áo cánh dơi. Áo cánh dơi. Và đây là đố chữ. Để nguyên tên một hành tinh, bỏ dấu thì lại ngạt ngào. Để nguyên là một hành tinh, bỏ dấu thì là ngạt ngào hương thơm, là chữ gì? Hành tinh, hãy liệt kê hành tinh. Giải ngân hà. Tinh qua. Hành tinh anh. Hành tinh. Có hành tinh nào? Ngân hà. À... Có những sao nào ạ? À? Sao gì ạ? À? À, bỏ dấu là hành tinh qua. Chính xác. Dạ dạ dạ, chính xác. Đúng luôn hả? Dạ đúng ạ. Dạ. Số 1 nữa hả? Dạ, tiếp tục. Điền từ còn thiếu vào câu ca dao. Thương chồng nấu cháo chấm chấm chấm. Câu này khó quá. Nấu canh bông bí, nấu chè hạt sen. Thương chồng nấu cháo. Đây là một loại chim. Cháo bồ câu. Bồ câu, không chính xác. Đáp án là le le. Tiếp tục ạ. Cá thòi lòi dùng bộ phận cơ thể nào để đào hang? Bảy. Bảy đâu ra mà bảy. Không chính xác. Đây. Đâu hang mà bảy cái gì? Đáp án là miệng ạ. Con cá thòi lòi á là con cá mà biết đi ra nè. Nó gặm á, phun, ngậm phun ra. Anh cho nên đầu những cái hang đó anh thấy mấy cái đất sình mà dư không? Là do cái miệng đó đó. Câu tiếp theo, đố chữ. Tuấn đi chơi vào mồng 2 Tết. Hỏi Tuấn đi chơi với bạn gái tên gì? Mùng 2 Tết. À, mùng 2 Tết. Mùng... Mùng 2... Mồng 2. Mồng 2. À mà, hài bông. Hài bông. Trời ơi. Hài bông. Bạn có tên hài bông. Cô gái tên là Nguyễn Thị Hài Mông. Đúng rồi. Rồi, đi về luôn. Nguyễn Thị Hài Mông hả? Bé tên là Hài Mông. Mồng 2, Hài Mông. Là Mai Hồng. Kiến thưa quý vị, như vậy là anh Hoàng Mập đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Chúng ta đã từng thắng đội khác 3-0. Và ngày hôm nay không biết sao mà thua lại đội khác cũng với tỷ số 3-0. Ghê hả? Lần trước thắng 3-0 hả? Ở vòng trước đội của mình thắng đội Gia Hùng Nguyễn Huy Trấn Hào là 3-0 và đưa các em đó về sớm. Thì ngày hôm nay không biết sao mình cũng bị về sớm. Dạ. Bởi một đội khác cũng 3-0. Đó chính là anh gì á? Cái mồm. Quả chăng là chữ quả. Không anh ơi, chưa, tụi em vô đội vòng này có nhiệm vụ. Nhiệm vụ làm màu của tụi em đã xong. Giờ tụi em về. Gọi là gốc vô chương trình đó. Dạ. Chương trình.
Ủa chứ không có tranh 3-4 hả? Tranh giải 3 đi, hai đội thua tranh giải 3. Tốn tiền của ban tổ chức. Nên chúng tôi chỉ có làm đội nhất nhì thôi, thông cảm. Chạy đi, mình quay xong mình xin suột về. Thì đời của anh Hoàng sẽ ra về với phần thưởng là 15 triệu đồng. Đội của mình hôm nay được một cái là đồng đều ha, cả 3 tuyến, tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 đều đồng đều hết. Câu hỏi cũng vừa tầm ha. Những người chiến thắng chắc chắn là có tấm vé vào đêm chung kết. Yeah. Thì để chung kết, dù là mình thắng hay mình thua không quan trọng. Nay dù vào vòng đặc biệt không thắng cũng có phần quà là 18 triệu. Và bây giờ mời bước vào vòng đặc biệt. Sức trái cây lúc Manto, vị ngon thật wow, nâng cao miễn dịch. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị, ở vòng này là vòng đặc biệt. Chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và người chơi sẽ trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút. Thì các bạn có thể nhận được 80 triệu. Wow. Chóng mặt ơi, ngoài con số chóng mặt quá. Tự nhiên cái nhức cái đầu không, sẽ bắt đầu từ Trà Ngọc đập tay để trả lời. Có thể nhắc nhau thoải mái nhưng mà cái đập tay phần của An, người nấy trả lời. Nhắc nhau về nội dung thoải mái. Đây là câu hỏi vô cùng dễ luôn, đã hỏi rất nhiều lần ở chương trình này rồi. Làm ơn đừng là địa lý. Trái cây. Rồi. Hỏi là cái vụ hộp chứ không có hộp không biết. Trong vòng 60 giây hãy mang về cho chúng tôi 20 loại trái cây chỉ ngọt không chua. Chỉ ngọt không chua luôn. Tại làm gì có trái làm chỉ ngọt không chua? Có chứ em. Có trái sầu riêng làm gì có vị chua. Hoặc là 20 loại trái cây chỉ chua không ngọt. Dễ nè, cái này dễ hơn. Chanh nè. Xoài. Ít lắm. Chỉ chua mà không ngọt. Ôn bài đi. 20 loại trái cây. Một hạt. Bắt đầu. Một hạt. Trái nhãn. Trái chôm. Vải. Một hạt trái gì một hạt. Xoài. Trái cóc. Trái đào. Cóc. Trái một hạt. Trái bơ. Trái mơ. Trái cà na. Trái chùm ruột. Trái mận Hà Nội. Trái sáu. Xoài. Táo Việt Nam. Đúng rồi. Trái xanh nhỏ đó. Lê Kim Ba. Đúng rồi. Không nhiều hộp. Trái một hộp. Cái gì? Không, sầu riêng nhiều hộp mà. Nhưng mà cái gì? Cái gì nữa nha mọi người? Trái không biết. Đủ rồi, không đủ 20 quả rồi. Hết giờ. Sao hỏi hoài mà mình không nhớ ta? Không nhớ được, tụi nhiên bị trắng trơn thiệt luôn. Rất tiếc. Bây giờ lên đây đi, xin mời. Bây giờ không còn thời gian nè. Dạ. Đó, bây giờ ngồi bình tĩnh với nhau nè. Có những trái nào nữa nè? Một hộp. Trái trái mờ nãy có nói không? Dạ có. Rồi. Trái trứng cút được không anh? Hộp tại gì? Cái hộp gì trong đó? Hộp chứ phải hộp trứng cút nha. Trái điều. Trái điều. 19 là 18 là xỉu. Không nhất là xỉu nha. Trái nhãn, trái chôm nè, trái xoài, mình trái bơ. Ủa cũng nhiều ha. Trái bơ. Ôi nãy mình chưa kia cho có trái bơ rồi. Các bạn mang về. Bao nhiêu ạ? 14 ban chính xác. Trời. Không gì phải buồn, không gì. Nhưng mà cộng lại đợt trước mình cũng mười mấy nữa. Đúng rồi, là hai lần mà thôi. 17. Vậy là cũng giữ rồi. Nè bây giờ mình đang có là tấm vé vào chung kết. Đúng rồi. Có thể là quán quân hoặc á quân. Đó. Dữ dội. Thứ hai là hôm nay dừng lại, chúng ta mang về 18 triệu đồng. Thì hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở đêm chung kết với vị trí là quán quân. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị thân mến, chương trình Nhanh Như Chớp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn tuần sau với chương trình Nhanh Như Chớp. Giờ mình tập vũ đạo cho cái đoạn nhạc này đi. Nha, em tập nha.
thì cho em hỏi chút là bình thường là anh Hùng là có hay nghe nhạc Gen Z không anh? Nói gì? Anh còn không biết Gen Z là cái gen gì nữa mà. Thế hệ mới. À cái thế hệ mới hả? Dạ. Cũng không có tìm hiểu lắm. Chị hỏi khó quá tại vì anh Hùng là cái Gen Z Aja Quyền Già. Aja Quyền Già. Chúc anh may mắn. Anh Hùng là một nam ca sĩ mà ngày xưa gọi là hoàng tử miền Tây. Đúng rồi. Là nổi đình nổi đám cho tới tận bây giờ vẫn còn làm nghệ thuật một cách gọi là mạnh mẽ và quyết liệt nhất tới bây giờ. Mấy ai được như anh Hùng? Và đẹp trai thì mấy ai được như anh Hùng? Ngày xưa tôi làm việc anh Hùng, lúc đó tôi không ai biết tôi ra là tôi thấy anh Hùng là từ trên dưới là đồ hiệu hết. Thì cái thời điểm đó là năm 2007 anh hả? Lẽ năm đã 6 gì đó. Wow. Là một người khủng khiếp. Và hả bây giờ là có vợ, có con, có tất cả mọi thứ. Có thiếu gì đâu, chỉ thiếu duyên chán thôi. Chỉ thiếu duyên chán thôi. Chứ có thiếu gì đâu. Mà cái đó bây giờ còn lắm. Dài. Cái đó bây giờ là lên truyền hình rất còn nhanh. Còn cái đó đó.